Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala à Jamie. Mình là Mi sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta kết nối năng lượng với nhau và cùng đi tìm hiểu xem là niềm vui, tin vui sắp tới của bạn dựa theo tên của bạn nhé. Vì vậy bạn có thể tạm dừng màn hình để tập trung tìm chữ cái đầu tiên trong tên của mình theo ba nhóm bài mà Mi đã phân sẵn ở đây. Bây giờ nếu bạn đã tìm xong được tụ bài của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài, bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào các bạn, tụ bài số 1, những người có chữ cái đầu tiên tên của các bạn là H, G, P, Q, J, Y, Z và B hay là B. Ok. Rồi, chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau một chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là niềm vui hoặc tin vui nào đang đến với tụ bài số 1 nhé. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 1. đây các bạn tù bài số 1 là những người có tên để chữ cái đầu tiên của bạn đây thì lá bài đại diện chọn tù của bạn bạn nhận được một lá bài rất đẹp nó đang cho mi đang nhìn thấy được rằng uh, không hiểu vì sao trong đầu của mi nó xuất hiện một cái chữ milestone là một cái chặn uh, một cái cột mốc một cái chặn mà năng lượng này nó sẽ ứng với công ăn việc làm và tiền bạc tài chính của các bạn tù bài số 1. mặc dù mi không có biết là bạn đang làm công ăn việc làm gì Okay, kinh doanh hay đầu tư buôn bán ra sao nhưng mà lá bài đại diện chọn tụ nó đang cho mi nhìn thấy bạn đã bước đến một cái giai đoạn mà nó đã bắt đầu có những cái thành tựu thành tích trổ hoa trổ quả cho các bạn đặc biệt là về khía cạnh tài chính tài vật đó cho nên nhưng mà nhưng mà nó chưa phải là tất cả tụ bài số 1 nha nó chưa phải là tất cả ờ, đây là một cái giai đoạn mà hơi hơi lúc nãy mới dùng chữ là milestone là một cái um, giai đoạn một cục mốc mà các bạn từ bài số một bạn có thể hình dung nó giống như một cái chặng chuyển giao đó một chặng, một chặng chuyển giao để công ăn việc làm chuyện kinh doanh đầu tư buôn bán của các bạn nó bắt đầu trổ một cái kết quả để cho bạn nhìn thấy được cái sự nỗ lực của bạn ít nhất là nó đã có một cái sự bù đắp sau đó sau đó nó còn có cái niềm vui kế tiếp nữa chứ không phải là chỉ có một niềm vui như vậy không. Tại vì một cái chặng thứ nhất xong rồi thì để nó nhảy qua một cái chặng thứ hai. Mà chặng thứ hai á dĩ nhiên là còn nhiều chuyện để các bạn tụi bà số 1 phải làm lắm. Ờ, gọi là tập trung cày bừa chăm chỉ như những chú ông vậy vẫn cứ tiếp tục là lao động, vẫn cứ tiếp tục là lao động nhưng nó cũng sẽ tiếp tục có sự bù đắp. Ừ. Nhưng mà cái đó là cái bước thứ hai mình 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 chút xíu nữa nói. Còn bây giờ là cái bước thứ nhất cái tin vui cái niềm vui cái niềm vui đầu tiên của các bạn tụ bài số 1 bạn sẽ thấy nó rất là hay bản thân lá bài đại diện chọn tụ là đã mang năng lượng tài vật rồi mà nó nối liền với bên dưới là financial health là sức khỏe về tài chánh cho nên các bạn tụ bài số 1 bạn có thể an tâm bạn có thể nhẹ lòng một chút xíu có thể tùy vào mỗi một người nhé cái công chuyện làm ăn của các bạn hay là cái công việc của các bạn nó khác nhau chuyện đầu tư kinh doanh mua bán của bạn nó có thể sẽ là khác nhau rồi cái mức độ tài lộc của mỗi người là khác nhau có thể là người đây một cái giai đoạn bạn thấy là nó có một cái thu hoạch ví dụ là một đồng có người khác thì sẽ có cái thu hoạch 5 đồng nhé sẽ có người khác là cái thu hoạch là ba chục đồng nhé nhưng mà bạn sẽ nghiệm lại dựa trên cái cái nền tảng của bạn giúp mi với chứ không phải là tất cả các bạn tụ tụ bài số 1 giai đoạn này là tất cả các bạn đều có thể thu về được 100 đồng đâu không phải nhé. Nó tùy vào cái cái độ lệch cái cái nền tảng cái nền gốc của các bạn tụ bài số 1. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy trả bài này niềm vui đầu tiên của các bạn tụ bài số 1 rõ ràng là đây một cái giai đoạn bạn nhìn thấy đi công việc của bạn nó có phải hay là không giống như kiểu là ít nhất là nó đã có một cái uh, ừ, 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 hệ thống hoặc là những cái uh, um, đường đi nước bước nó nó suôn sẻ những cái kế hoạch của bạn những cái sự chuẩn bị của bạn hay là cái sự uh, làm việc và lao động của bạn suốt khoảng thời gian qua ít nhất nó đã có một cái nền nếp như vậy nó nó có một cái nền nếp và bạn nhìn thấy nó có một cái kết quả của công việc uh, còn tuyệt vời hơn nữa là một cái kết quả về tài vận rồi vậy thì mình làm cái gì tiếp để nối từ cái bước một niềm vui một để nối qua cái bước 2, niềm vui thứ hai trải bài này bạn sẽ thấy kế bên lá bài đại diện chọn phụ là awakening awakening là thức tỉnh ở bên dưới là cosmic power là năng lượng cũng như là sức mạnh của tiểu vũ trụ là các bạn của bài số một ấy. thì đang cho mi đang nhìn thấy rằng là um, đây là một cái giai đoạn khá quan trọng của các bạn tụ bài số 1. Khá quan trọng có thể là ừ. vì cái lá bài này ừ. có người trong tụi bài số 1 mình sẽ thấy rằng bạn sẽ còn lây like hoay tiếp tục tính toán có người thì sẽ nôn nao nôn nóng và nôn nao có người thì rất chi là 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 cầu toàn và hơi đòi hỏi chính bản thân của mình đó và nó cũng có khá nhiều việc nó xảy đến ừ để bạn có thể là tính toán nè sắp xếp nè chưa kể là còn có những cái sự trở ngại cạnh tranh vân vân vì nó nối mà giai đoạn nó nối từ bước 1 qua bước 2 chuyển giao từ bước 1 qua bước 2 mà có thể thậm chí với năng lượng này bạn cũng sẽ hơi khó chịu trong người một chút xíu cái năng lượng ấy, nó hơi khó chịu trong người một chút xíu thì mi vẫn đang nhìn thấy rằng là các bạn tụi bài số 1 có thể làm được gì trong giai đoạn này bạn làm được nhiều lắm nhưng mà bạn chẳng cần phải làm đâu tụi bà số 1 ở đây là cứ như vậy thôi cái việc của bạn nó sẽ diễn tiến bước một tự khắc nó nhảy qua bước hai nha ở đây nó có một cái vòng xoay số phận một cái bánh xe số phận rồi nó vẫn đang cho mình nhìn thấy rằng là vận tài lộc của các bạn từ bài số 1 là đang được kích hoạt ok rồi uh, cách thức công việc của bạn rồi sẽ có nhiều những cái sự hiệu chỉnh và điều chỉnh ô bạn thấy hay không hai cái bánh xe này nó giống nhau quá ô hay quá nhưng mà lá bài này nó bị ngược ý quay thẳng lại ồ oh, hay chưa bạn nhận được hai cái bánh xe luôn là công việc nó trôi đấy công, công việc nó sẽ suôn sẻ nó sẽ trôi chảy và nó nhanh cho nên là mãi mình nói với các bạn tụ bài số 1 bạn làm được nhiều mà chẳng cần phải làm gì cả đến thời điểm này. Tại vì tụ bài số 1 bạn sẽ còn làm tiếp tục bạn nhớ đoạn đầu mình nói không? Từ bước 1 xong nhảy qua bước 2 bạn cũng làm tiếp à. Bạn như kiểu là một con ông thợ chăm chỉ vậy cày sâu cuốc bẩm cày cừ cày bừa rồi bạn tính toán công chuyện của bạn rồi bạn lập lại coi cái kế hoạch của mình bạn coi cái này bạn coi cái kia lại tiếp tục làm không có vấn đề gì đâu. Bạn yên tâm đi. Cái này nè. Ở đây nó đang có hai cái năng lượng nó đang cho mình nhìn thấy được rằng là à, băng, băng giá quá băng giá quá làm cho mình có cảm giác cái đầu lạnh đấy đang nói cái trạng thái của các bạn tụ bài số 1, có thể là bạn sẽ đang có những cái không có thoải mái trong người tại vì nó vậy đó ừ. bạn không cần phải làm gì cả bạn không cần phải làm gì cả thời điểm này nó chỉ đang cho mình nhìn thấy trải bài này vũ trụ nói với bạn bạn sẽ còn cày bừa cả đời yên tâm đi đây là một cái thời điểm rất là may mắn để bạn có cái giai đoạn chuyển giao này Hãy xem xét lại hết một vòng tất cả các kế hoạch của bạn. Cái cách bạn làm việc, cái cách bạn vận hành công việc, cái cách bạn quản lý công việc kinh doanh cửa hàng đầu tư buôn bán. Bất kể đây là một cái thời điểm bạn nghiệm bạn ra lại hết đi. Không cần phải quá lo lắng căng thẳng gì cả hết. Đây là một cái thời điểm bạn cần có một cái sự awakening là thức tỉnh á, thức tỉnh đây có nghĩa là sao? Bạn phải ngộ ra được rằng là mình đã làm gì mà mình có được cái kết quả tốt như vậy đến nay lúc này có cần phải điều chỉnh gì thêm hay không, vân vân, đây là một thời điểm rà soát để mà điều chỉnh để mà bừng sáng ra để mà hiệu chỉnh á, hiệu chỉnh. Rồi, ok, không thành vấn đề gì cả, nó sẽ nhảy qua bước 2 cho các bạn từ bài số 1. Ừ. Bước 2 là một tin vui đang tới. Tin vui đang tới ở đây cụ thể là um, cái công việc của bạn nó sẽ có những cái sự vững chắc ổn định. Bạn cũng có thể sẽ có những cái kết nối. Ừ, ok, đúng rồi. Bạn ở đây nó cũng có hai người cho mình cảm giác là sẽ có những cái kết nối. Ừ, bạn sẽ kết nối được cái công việc của mình với mọi người xung quanh mà với điều kiện bạn muốn cơ. Không hiểu sao vi nhìn cái lá bài đại diện chọn tổ ở đây, có vẻ như bạn bạn bạn, bạn lủi thủi làm việc một mình nhưng thôi không sao. Bạn ra soát đi rồi mình sẽ đang nhìn thấy rằng là nó sẽ có một cái cách hay là một cái phương hướng mới nó sẽ xuất hiện cho bạn và nó là một cái cục mốc milestone thứ hai của các bạn tụ bài số 1 rồi và bắt đầu bạn sẽ thấy lúc lúc nãy thực ra là mình nói rồi cái công việc của bạn ấy, cái bắt đầu giai đoạn thứ hai nó sẽ diễn biến nhanh tự khắc nó nhanh theo vận tốc của riêng nó bạn không cần phải hấp tấp vội vã để làm gì hết ừ. và ở đây là một cái lá bài tờ sân nó mang cho mình nhìn thấy ra một năng lượng của sự thành công và thành công này nó mang đến cho bạn niềm vui trong nội tâm á là hài lòng vì chính bản thân của mình đứa trẻ nội tâm này ừ. nhẫn nại một chút xíu mình không biết là bạn đang làm công việc gì tổ bài số một hoàn cảnh của bạn đang là ra sao mình cũng không biết nhưng mà bạn chỉ cần kiên nhẫn một chút xíu dùm mình. nhẫn nại dùm một chút xíu đây là thời điểm nó có cái thuận lợi cho nên chỉ cần thương bản thân của mình không cần phải quá đòi hỏi khắc nghiệt hay là Cầu toàn với bản thân, vắt ép bản thân của mình quá. từ bà số 1 bạn đang có cái năng lượng này đó. Bạn coi như là xoay đồng này, tính đầu kia. Muốn bản thân của mình phải thế này, muốn bản thân của mình phải thế nọ. Nhanh lên, ờ, ở phải ở, ở, cho nó có một cái gì đó hiệu quả lên. Ờ, phải Hay là phải có một đường đi nước bước xuất hiện rõ lên. Không cần nhất thiết phải là như vậy. Lúc nãy mình có nói với tụi bà số 1, bạn làm được nhiều lắm. Nhưng mà không cần làm đâu. Ừ, tại vì bạn đã làm rất nhiều rồi. Và sắp tới bạn sẽ tiếp tục làm nữa. Đây là khoảng chuyển giao ở giữa. Nó có một cái năng lượng là nhẫn nại một chút xíu. Các bạn thuộc bài số 1 nhé. Kiên trì và nhẫn nại. Rồi bạn sẽ thấy nó đang xuất hiện một cái phương hướng mới. Vào thời điểm đó bạn sẽ phải đưa ra một cái quyết định quan trọng là bạn chụp lấy phương hướng đó để bạn hành động. Để bạn hành động. Và khi bạn hành động như vậy là cái công việc của bạn, ờ, chuyện đầu tư kinh doanh, à uhm buôn bán của bạn nó sẽ bắt đầu chuyển mình nó sẽ bắt đầu là vận hành một cách rất là nhanh và vào thời điểm đó bạn chỉ thấy rằng là bạn cầm cụi cầm cụi và tiền nó sẽ là một cái món quà nó sẽ là một cái phước lành tương xứng cho các bạn tù bài số 1 đấy cái câu chuyện của trải bài này nó nó chỉ là như vậy thực ra là nó có cái vận may về tài vận đó tù một ừ. nó nó bắt đầu kích hoạt lại giai đoạn may mắn về tài vận cho các bạn tù bài số 1 rồi nhưng mà nhớ giúp mi là mỗi một người như vậy cái lọc nó là khác nhau Cái lọc nó là khác nhau Nhưng mà hoàn cảnh của bạn chung chung dẫu thế nào đi chăng nữa Thì bây giờ cho đến năng lượng này ít nhất nó đang cho mi nhìn thấy ở Trong vòng 6 tháng sắp tới Cái công chuyện của bạn, công việc của bạn ấy Nó sẽ có nhiều những cái sự suôn sẻ Nó sẽ có những cái sự vận hành trơn tru và bản thân của các bạn từ bài số 1 cũng có rất là nhiều những cái sự hoàn thiện của các bạn. Ừ. Đó, nên thôi thì quan trọng là cái giai đoạn này bạn chăm sóc sức khỏe của bạn giúp mi với nhé trong người của bạn đôi khi nó có thể sẽ là có những cái tâm trạng khó chịu thậm chí bạn có thể sẽ bị nhiệt bị nóng trong người rồi vân vân các kiểu tại vì do bạn suy nghĩ bạn tính toán rồi chưa kể ngoại cảnh có thể có ai đó tác động với bạn vân vân có thế nào đi chăng nữa nhẫn lại một chút xíu và bạn chỉ cần rà soát lại kiên nhẫn giúp mi với ừ. à, hãy cho mình ăn ngon và lành mạnh chăm sóc giấc ngủ ừ. Niềm vui nó đang hiện hữu mà không biết bạn có nhận ra hay không Niềm vui nó đang hiện hữu đấy Bạn kiểm tra lại công việc của bạn Và bạn cũng kiểm tra lại cái thu nhập của bạn giúp mê với. Tụi bà số 1 Rồi, chuẩn bị qua bước 2 Ok, nó là vậy Tụi bà số 1, mình xin phép là tạm ngừng ở đây ạ à. À, Mong chúc rằng là phước lành may mắn nè Rồi à, gọi là à, thịnh vượng, à, sung túc, đủ đầy Cũng như là có nhiều những cái sự hỗ trợ, giúp đỡ Sẽ luôn luôn bên cạnh tụi bà số 1 Xin chào Xin chào tụ 2, đây là lá bài đại diện chọn tụ của bạn Những người có tên với chữ cái đầu tiên là đây A, U, O, I, X, D, M, L, X, S Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau Tụ 2 chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và đi tìm soi coi là niềm vui nào đang đến với tụ bài số 2. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 2 nhé. Lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. À, tụ 2 xin lỗi, đây là uh, chữ cái đầu tiên của tên của bạn đấy. OK, rồi. Vậy thì bây giờ lá bài đại diện chọn tụ của bạn nó đang cho mình nhìn thấy một cái um, một sự phát hiện ra, một sự nhận diện ra, bừng tỉnh sáng, ngộ ra một cái điều gì đó. Có vẻ khi mà bạn phát hiện hoặc là bạn nhận ra được, bạn ngộ ra được điều này, bạn sẽ rất chi là uh, cái này nó vui này nó mới cứ có cảm giác nó chưa chuẩn lắm đâu. Um, nó sẽ làm cho bạn nhẹ lòng nè nó sẽ làm cho bạn uh, hiểu thấu một cái vấn đề gì đó thì mọi chuyện biết đâu nó sẽ trở nên dễ dàng hoặc là thuận lợi cho bạn đó thì bạn vui ok mới cứ có cảm giác nó phải nhiều hơn cái chữ vui một chút xíu nữa ừ. vui mừng nè hân hoan nè tích cực nè đó nó, nó như vậy nó mới đủ nhưng mà quay lại lá bài đại diện chọn tủ của bạn đấy vì kế bên là ethics Uh, course, nó cứ cho mi đang nhìn thấy là Bạn đã nhận diện ra được Một cái điều gì đó đây rồi Bạn phát giác, bạn phát hiện, bạn nhận diện ra um, Mà có vẻ như trong trải bài này Ở đây nó có những cái thông điệp Nó liên quan đến là Giao tiếp, kết nối Hoặc là bàn bạc, bàn, bàn luận Hoặc là làm việc Hoặc là phối hợp Hoặc là hợp tác gì đó với nhau Vậy thì có thể sẽ trong một cái năng lượng là các bạn tụ bài số 2 với một người hoặc là một nhóm nào đó, đôi bên có cái gắn kết với nhau, hoặc là có cái liên kết gắn kết với nhau, um, nó liên quan đến giao tiếp, nó liên quan đến phối hợp giao tiếp. Rồi, có lẽ là thông qua cái chuyện đó, các bạn tụ bài số 2, bạn mới ngộ ra, phát hiện, phát giác, nhận biết, nhận thức ra được một điều gì đó, mà nó làm cho công việc của bạn có thể suôn sẻ trôi chảy biết đâu có thể sẽ giúp ích cho cả mối quan hệ nữa nhưng vấn đề trong trải bài này mi cứ có một cảm nhận là cái vấn đề chỗ là tụ bài số 2 với lại một ai đó hoặc là một nhóm nào đó cái giao tiếp đó, lúc này mình nói đấy, cái giao tiếp cái trò chuyện hoặc là cái trình bày hay cái, hay hay là cái liên kết cái học bàn gì đó giữa đôi bên với nhau ấy nó nó không phải bình thường vấn đề chỗ đó nó không phải bình thường, Mi cứ cảm nhận là nó sẽ có một chút xíu kịch tính ở đây, không chừng là sẽ có những cái lời nói phun châu nhãn ngọc ra đó, uhm. Uhm. chứ không có phải là bàn bạc bình thường đâu, phun châu nhãn ngọc ra có thể sẽ có những cái nó 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 khó chịu lắm trong cái trò chuyện hay là giao tiếp hay là trình bày đó, đấy mi nói nhẹ nhàng vậy, à... nhưng mà cũng phải cảm ơn cái chuyện đó một lần như vậy phơi rõ hết mọi chuyện luôn vì đây nó có một cái lớp bài tích tower nó cho mi đang nhìn thấy là lật ngược lên hết mọi thứ luôn bẻ ngoặt hết mọi thứ luôn phải một lần như vậy thì các bạn tù bà số 2, bạn mới ngộ ra được một cái điều gì đó bạn mới thấy rõ được một cái điều gì đó đấy nhưng mà quan trọng ở chỗ lớp bài night of Source này nó nối liền với lớp bài stress này hai lớp bài này nó với nhau nó ngược ngạo giống như vậy vì bạn nhìn thấy hình có được đâu thôi mình quay thẳng lại để cho bạn nhìn thấy đấy nó ngược ngạo giống như vậy nó cứ cho mình đang nhìn thấy nguyên nhân từ đâu mà các bạn tù bài số 2 và mi dùng cái chữ bên còn lại bạn nha rồi nguyên nhân từ đâu mà các bạn tù bài số 2 với bên còn lại nó lại có một cái chạm trán đụng độ như vậy một cái nói chuyện không có vui vẻ gì nguyên nhân gốc rễ chỉ đơn giản thôi là đôi bên không có hiểu nhau không có đủ cái sự nhẫn nại để hiểu được cái ý của nhau hay để hiểu được cái phương pháp của nhau không có hiểu cho nên là nó mới đụng độ như vậy thì, thì thì biết làm sao giờ, ngay cái thời điểm đó nó không hợp, à, nó không hiểu xin lỗi, nó không hiểu. Đó, thì có lẽ là bạn ngộ ra là hiểu này ngộ ra là hiểu. Đó, thành ra là cái cái đôi bên mà khi mà nó có những cái khó 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 chịu như vậy với nhau có thể là thậm chí thôi mi cứ ví dụ mi và tụ hai đi nhé, mi và tụ hai. Khi mà mình nói chuyện với nhau mình đụng độ như vậy xong mi nhìn tụ bà số 2 bằng con mắt hình viên đạn, <laughs> tụ bà số 2 bạn nhìn mi bằng một con mắt nó khác lắm chứ bạn không nhìn mi nữa mà bạn nhìn bằng một cái sự không hiểu mi cũng nhìn tụ bài số 2 bằng một cái sự không hiểu đó cho nên đôi bên nhìn nhau kỳ kỳ nó gây cái nhiều những cái sự sao nhãn cho cái cuộc sống và công việc của các bạn tụ bài số 2 nhưng mà không sao cả bạn đã có cái sự hiểu ra nó nằm ngay ở cái chỗ này rồi đó có thể là lúc đó các bạn tụ bài số 2 bạn đánh giá nó Ừ, chưa chuẩn về cái sự xuất hiện của mi trong cái chuyện của các bạn tụi bà số 2 chăng mi có ví dụ tụ hai và mi nhé có thể ngay cái thời điểm đó bạn chưa hiểu mi mà nên là bạn không có đánh giá cao cái sự trợ giúp của mi mấy đâu ừ, và bạn muốn uh, solo hoặc là bạn muốn để yên cho bạn làm việc để bạn muốn để yên cho bạn tính toán đồ này nọ các kiểu thậm chí có thể là biết đâu là bạn uh, 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 bạn có nhiều những cái nó, nó không có uh, nói chung bạn không thích tóm lại bạn không không thoải mái với cái sự xuất hiện của mi thì đến lúc này mi xin phép nói với tụ bài số 2 một chút xíu là ở đây nó đang có nãy giờ bạn để ý không đây đang có ba lá bài nó văng ra ok mà đâu còn chỗ nào nó đâu có văng ra mà nó úp lại như vậy luôn thành ra mi chờ cùng với cùng với các bạn tụ bài số 2 chúng ta cùng nhau kiểm tra Nên mới có cái cảm giác đến thời điểm mình phải phải kiểm tra ba lá bài này là ba lá bài gì rồi à ok đấy rõ ràng đời anh ấy sống việc anh ấy làm là kiểu vậy nó không có một cái sự tương uh, tương đồng tại vì thực ra là không có hiểu thôi có thể biết đâu các bạn bạn nhớ lúc nãy mới nói biết đâu là bạn bị đang phân vân ở cái chỗ đó mình cảm nhận là thiếu thông tin đấy thiếu thông điệp à, ok có thể biết đâu các bạn thuộc vào số 2 bạn không có hiểu bạn thấy mi tấn công hoặc là cản trở um, chống đối bất đồng kiểu không hạt nữa và vậy kiếm hạt nữa cái đâm ra là uh, bạn đánh giá hơi thấp cái sự xuất hiện của mình một chút bạn đánh giá hơi thấp cái sự trợ giúp của mình một chút xíu đó cái kiểu như vậy thôi chứ không có gì xong rồi bắt đầu tự bạn làm cho bạn rối Tụi hai mê xin phép là mê sẽ phải nói thẳng nó phải có một cái diễn biến câu chuyện như vậy thì bạn mới ngộ ra được đấy sau bạn 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 sẽ hơi tự làm cho bạn rối rắm một chút xíu bạn cứ lây hay rối rắm đó bạn không hiểu mất kiên kiên, kiên nhẫn để hiểu xong rồi bạn rơi vào trong một cái tình huống nó rối rắm cho nên bạn vẫn không có kết nối được với mi tại bạn thấy mi phiền mà đó rồi vậy thì bây giờ nó đã là tin vui nó tới đó đến cái lúc cái tin vui nó tới đây thì bạn đã ngộ ra được bạn ngộ ra được cái thiện chí của mi ở dưới là friendship là tình bằng hữu thiện chí tình bạn bạn thấy hai cái người giơ tay lên trời giống nhau không đó bạn đã nhận ra được rằng là à vô hại không có vấn đề gì nó chỉ đơn giản là giúp đỡ thôi muốn có cái ý lành thôi chứ cũng không có gì tại vì cái phần công việc nào đó của tụng và sai bạn đang rất là năng lượng này đây này bạn đang rất là năng lượng để bạn làm bạn có những cái tính toán của bạn bạn đang rất là năng lượng để bạn làm nhưng mà nó có cái trở ngại trục trặc thì đôi khi bạn nghĩ trở ngại trục trặc nó đã xuất phát từ mi nữa không chừng đó xuất phát từ một cái người nào đó cái bên lá bài này là nó queen of pentacle nhân vật này khả năng cao là nhân vật có cái giới tính nữ và khả năng cao nữa phải hơn tuổi tụ hai hơn tuổi tụ hai đó kiểu vậy rồi bạn thấy cái sự phiền nhiễu ok cho nên có thể là nó đã có cái xung đột và va chạm cái cái khẩu với nhau rồi đó nhưng mà cũng phải đúng một lần như vậy, bạn mới ngộ ra được, bạn mới bừng tỉnh ra được, bạn mới thấy được rằng là ok, chân giá trị nó là như thế nào. Rồi bạn cũng hơi làm cho mình rối 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 một chút xíu đó. Cho nên là bạn quay lại có cái nhìn khác về, về nhân vật đó. Ừ. Cho nên là rốt cuộc cuối cùng ở đây là đã có một cái niềm vui trở lại rồi nè có một cái niềm vui trở lại rồi xong rồi tại vì giúp đỡ nhau thì hiểu nhau rồi thì bắt đầu là vui vẻ từ đó nó là một cái cục mốc luôn từ đó nó là một cái bước ngoặt luôn là đôi bên có thể sẽ nói chuyện lại được với nhau mới xin phép quay thẳng lá bài này lại là có cái sự gắn kết với nhau thực ra là cái chuyện mà 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 mới nói với với bạn là có một cái đụng độ về khẩu á nó 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 giống như kiểu là bùng nổ vậy ấy. nhưng mà thực ra cái chuyện nhỏ xíu à Nhớ xíu mới đang cảm nhận như vậy. Nhưng không sao cả. Thôi thì là với cái trải bài này của các bạn tụ bài số 2 cái niềm vui nó dễ thương lắm. Nên, nên lúc đầu mình nói với bạn nó không phải là cái niềm vui. Niềm vui giống như kiểu là mình hát karaoke thì mình vui đó, kiểu giống vậy. À, còn cái này nó là một cái sự hân hoan, nó là một cái sự thấu hiểu, nó là một cái sự uh, uh, thuận lợi uh, công việc rồi kết nối nói chuyện là được đó. Nó nó vui thì nó đúng một cái sự thức tỉnh bừng sáng. Đó là cái uh, cái năng lượng đẹp, năng lượng tốt của các bạn tổ bài số 2. The Mage này nè, với cái lá bài The Mage này là một cái lá bài tự nhiên nó đang cho mi nhìn thấy một điều rằng là, là cái kết nối giữa tụ bài số 2 và cái nhân vật đó một lần như vậy để bạn mới có thể thấy được bạn mới có thể hiểu được à, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng Mình cũng không dám dùng cái chữ là trông cậy đâu hay là cậy nhờ gì cả nhưng mình hoàn toàn có một cái sự tin tưởng ừ, nếu như cần thiết mình cũng có rất là nhiều những cái uh, sự hỏi han chia sẻ về nhân vật nữ này có vẻ họ cũng có những cái kỹ năng họ cũng có những cái kiến thức hiểu biết khả năng của riêng họ ừ. có nghĩa là bạn vẫn bạn nhận ra được nè bạn còn có một cái nguồn nữa của cái sự tham khảo hoặc là trợ giúp bạn là tiếp tục là kích hoạt xây dựng lại được một cái mối quan hệ đó cho nên là cái quay trở lại cái công việc của bạn bất kể bạn đang làm công việc gì đó mà nhân vật họ xuất hiện cái đâm ra nó làm cho bạn vậy thì công việc của bạn nó trở nên là suôn sẻ hơn nên là thậm chí công việc cũng có cái thành công thuận lợi bởi vậy bạn cũng ăn mừng nè mà ăn mừng bạn chia vui với nhân vật đó ừ. ở đây nó cũng có cái ăn mừng nữa nè quá trời cái ly cocktail luôn cho nên nó cho mình nhìn thấy được là đôi bên bắt đầu là có cái thay đổi góc nhìn về nhau đằng đầu bạn nhớ mình nói nhìn nhau nó lệch á à, bây giờ đã thay đổi cái góc nhìn về nhau rồi ok à và cần thêm một chút xíu thời gian cái việc của tụ bà số 2 đã tự thành, Bạn vui vẻ. Rồi, xong mình cũng có cái sự kết nối và chia sẻ với 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 nhiều người khác nữa. Ok, tụ bà số 2 đây là một trái bài rất là dễ thương, nó nhẹ nhàng lắm và rất là khai sáng. Mình vẫn nguyện chúc rằng là những cái năng lượng phước lành, thuận lợi, may mắn, những cái năng lượng là hỗ trợ này, tương trợ này, giúp đỡ này, uh, nâng đỡ các bạn tụ bà số 2 sẽ luôn luôn uh, ở bên cạnh bạn. Cái phước lành như vậy luôn luôn bên cạnh bạn tụ bà số 2 nhé. Chúc nguyện thành công và như ý. Mình xin chào tụ hai Xin chào tủ ba ờ, Những người có tên với chữ cái đầu tiên là đây N, R, W, K, K, E, D, s V, T với lại C Đó là bài đại diện chọn tủ của bạn đây Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau Xin tục Tụ ba chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và tìm xem là niềm vui, tin vui sắp tới của tụ bài số 3. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ ba nhé. Đây, tụ ba, à, tên của bạn để chữ cái đầu tiên trong tên của bạn đây, ok? Và cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn á một cái lá bài nó đang cho mi có một cái cảm giác là nó 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 rất là vững chắc vì nó là cái số 4 vững chắc số 4 ừ. Uhm. nghĩ rằng trong trải bài này mi sẽ chưa bắt đầu với bạn bởi lá bài đại diện chọn tụ đâu mà kế bên cơ kế bên đây bạn nhìn thấy này uhm, đây là tiên cá đang soi mình ở trong gương hay là kết nối với một thế giới khác không biết uhm. nhưng mà nhìn giống nhau lắm vì nó nối xuống dưới hai lá bài bên dưới này nè đây nó mới làm cho mình có một cái kết nối. Xin lỗi bạn. Đây là một cái bài Keeper of the Earth là cái người giữ quả địa cầu. Uh, ok, Sacrifice. Nó đang cho mình một cái thông điệp là tụ bài số 3 và nhìn ở đây nè xin phép tụ bài số 3, các anh nam giới và đàn ông cứ lấy hình tượng này như là mình bạn nhé mặc dù đây là một cô gái trẻ thì thôi cứ coi như là một thanh niên trẻ hoặc là một người uh, nam giới trẻ nha nhưng tại vì ở đằng sau á bạn nhìn thấy có một người tóc bạc không đó nó giống như kiểu là một cái năng lượng uh, hoặc là mẹ của mình nè hay là bà của mình nè hoặc là bố của mình ba của mình cha của mình ấy hay là ông ông ông, ông 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 nội của mình á đó, đó. Là hình dung không đấy cái kiểu là ý mới đang muốn nói với các bạn tụi bài số 3 không phải một mình bạn đang đương đầu với cuộc sống của bạn hiện tại đâu vì này rực lửa lên luôn mà gọi là cháy hết mình cho cuộc sống làm hết sức luôn cho cái công việc đấy kiểu vậy không phải một mình bạn đâu ừ. quyết thống gia tiên của bạn cử quyền thất tổ đang chảy sâu trong dòng máu của bạn và hiện thân ở đây mình đang nhìn thấy là có một cái người luôn luôn ở đằng sau lưng bạn tụ bài số 3 ừ. kế bên tại vì cái lá bài này là keeper of the earth mình cũng để gần để cho bạn coi luôn lá bài này nó đẹp lắm cái hình ảnh xong rồi nó 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 chính xác với cái thông điệp của tụ bài số 3 quá đi bạn sẽ thấy nhá, ancient ancestor có nghĩa là gia tiên lâu đời lắm rồi luôn luôn stand beside you đứng bên cạnh bạn bạn thấy không ô hay dễ sợ hai cái lá bài nó chả liên quan gì đến nhau hết vậy mà nó như là hả, một lá bài vậy nè đó thành ra đây nè bạn sẽ nhìn thấy một cái sự nhìn đợ, đợ, kiểu vậy thôi thì mi đang muốn cho các bạn tụ bài số 3 bạn kết nối cùng chung với mi thôi chứ còn nói thì nó nó dễ mà bởi vậy cho nên bạn mới cảm giác là nó nổi da gà là như vậy cực kỳ chính xác cái tin vui của các bạn tụ bài số 3 ở đây có nghĩa rằng là bạn đang có một cái sự trợ giúp bạn đang có một cái sự yêu thương trợ giúp một cái sự kết nối vô hình bạn cũng không lý giải được một cái kết nối tâm linh một cái kết nối của quyền thất tổ gia tiên oh, nói đến đây mi lại càng rùng cả nỗi cả da gà kết nối này là nó đến từ trực tiếp luôn người mẹ của bạn còn nếu không phải là mẹ thì năng lượng cũng cũng có thể th... ừ, chị của bạn. Nhưng mà mi đang có một cái cảm giác ừ, chị của bạn hoặc là mẹ của bạn. Nhưng mà tại vì biết sao bạn nói là mi nói mi khưởng lại mi nổi da gà không? Tại vì đây là gia tiên xa xưa lắm rồi sẽ có một nhóm nhỏ tụ bài số 3. À, có thể là mẹ bạn không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng mà nó vẫn có cái kết nối tâm linh mình gọi bình thường gọi là phù hộ đó yêu thương và phù hộ ok rồi còn nếu mà tụ bài số 3 ai vẫn còn mẹ trên cuộc đời này thì quá tuyệt vời xin chia vui với các bạn chúc mừng các bạn rồi hoặc là may mắn thay tại vì trái bài này là có các anh nam giới đàn ông nữa có thể sẽ là người vợ song hành kế bên các anh đấy rồi vậy thì nhân vật nữ kế bên các bạn tụ bài số 3 nhân vật nữ bạn nha đúng nghĩa là nữ luôn hay quá đấy nhân vật nữ kế bên bạn đầu tiên hết thôi thì gần thân cận bên bạn bạn coi xem lại giúp với mi là vợ bạn nè rồi còn không mấy là mẹ bạn thôi thì chúng ta cũng còn có thể là có mẹ vợ mẹ chồng nữa mà ừ. rồi hoặc là chị gái của bạn đó may mắn thay thì một nhóm rất nhỏ tụi bà số 3 là cô hay gì thím hay mợ nhóm rất nhỏ thôi rồi đó bạn nhận được cái sự trợ giúp từ người này mà không biết bạn có chịu nhận hay không thôi vì sao? Mình đang cảm nhận được rằng là các bạn thuộc bài số 3 Cái công việc và cái cuộc sống của bạn nó đang bị quá tải Và bạn cẩn thận đấy, bạn sẽ đang bị Bạn sẽ, bạn bạn, không cẩn thận thì bạn sẽ bị burn out Burn out là lá bài này đang cho mình nhìn thấy nè Burn là cháy, đó, mà cháy bùng nổ ra nè Đây có nghĩa là bạn sẽ bị sụm đấy ừ, Sụm ba che đó <laughs> Là sụp đổ, có nghĩa là bạn bị đuối sức Bạn sẽ bị đuối sức Bạn sẽ rơi vỡ ở bên trong năng lượng của bạn đấy cẩn thận à, tại vì bạn làm việc quá nhiều trách nhiệm của bạn quá lớn mà bạn lại lì nữa đó kiểu giống như vậy lì đòn ấy với <laughs> lại cố chấp cứng đầu nữa thành ra là sẽ như thế nào nếu bạn uyển chuyển hơn chút xíu thì cũng đỡ cho bạn để tùy bạn em dám ý kiến tại vì lá bài đại diện chọn tụ đấy mới nó có một cái gì đó nó cứng lắm, nó cố thủ lắm nó chắc lắm thì mình không dám nói tới ok rồi vậy thì quay lại trải bài này cái tin vui rằng là bạn không cần phải một mình mà chiến đấu với cả thế giới này đâu ừ, bạn cũng không cần phải ôm cả một cái quả địa cầu nai lưng ra như vậy vất vả mệt mỏi lắm ok bạn hoàn toàn có thể chăm sóc yêu thương lại bản thân của mình chịu khó đi ngủ thì mình chút bạn thiếu ngủ nữa không chừng thiếu sức thiếu ngủ đủ hết bởi vì tin vui rằng là hiện ấy thực sự rằng là công việc của bạn nó đang ủa sao đi quay cái lá bài này thẳng lúc nào vậy nhỉ ô vô thức đấy khi bạn quay khi mình quay là bạn thấy nó có cái ánh sáng không nó có một con đường không đấy có nghĩa rằng là hiện tại bây giờ bạn sẽ, sẽ được uh, chia sẻ và được bơm cái năng lượng rất là nhiều vì rõ ràng là nó có một cái sự trợ giúp ở đây không biết bạn có chịu đón nhận hay không hay là biết đâu bạn đang có một cái hướng phát triển công việc mới nào đó hoặc là bạn đang có một cái cơ hội công chuyện làm ăn kinh doanh đầu tư phát triển bất kể nào đó mà cảm nhận như bạn không thể nào ôm thêm nổi được khi bạn ôm vào một cái là chắc là bạn như lúc nãy mình nói là sụm và chè đổ đổ ngã luôn á bên nào đó đuối á à, cho nên lại bị vụt mất cơ hội nó uổng cái cánh cửa đây này bạn hoàn toàn có thể chụp lấy nó và cái sức của bạn hoàn toàn cũng có thể gánh vác được bởi vì bạn tận dụng sức thông minh á cho nên nó có một cái cụm từ trong tiếng Anh tụi bà số 3 word smart chứ không có phải là word hard đó kiểu giống vậy. À thì bạn hoàn toàn có thể làm việc một cách rất là thông minh bằng cách là mình không có thành vấn đề, mình hoàn toàn có thể đón nhận cái sự trợ giúp tử tế chân thành từ cái người thân trong gia đình của mình đây là trải bài chung thôi thì mình xin phép là mở mặt thêm một cái năng lượng nữa cũng biết đâu là sếp của bạn hỏng chừng nhưng mà năng lượng này rất là khả năng rất là cao là cái người phụ nữ mà họ lớn tuổi hơn họ họ, họ nhỉnh tuổi hơn các bạn tụ tụ ba đó nên là không biết bạn có chịu nhận hay không nhưng nếu khi bạn chịu nhận như vậy bạn sẽ nhẹ lòng lắm nè bạn có thể nghỉ ngơi được chút xíu tại vì không biết bạn đang làm công việc gì đi chăng nữa từ gomit chef là cái lá bài uh, đầu bếp này ấy nó vẫn cho mi nhìn thấy rằng rằng là cái công việc của bạn là một cả hành trình để bạn có thể tận hưởng ừ. cả một hành trình để bạn tận hưởng không 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 nhanh được ý vậy không không nhanh được thành ra um, bạn cẩn thận bạn cẩn thận bạn kỹ tính rồi mi hiểu hết nhưng mà cái lá bài này nó cho mi đang nhìn thấy được rằng là nó có nhiều khâu ở trong công việc ừ bạn cứ làm cái khâu chính trọng đi thì cái người phụ giúp bạn hay cái người hướng dẫn bạn hoặc là cái người phụ giúp bạn thì người ta làm những cái cần thiết biết đâu với lá bài đại diện chọn tụ này bạn chia sẻ phần việc của bạn một chút xíu thì nó sẽ thoải mái hơn còn nếu không thì đôi khi rằng là nghe dễ đẩy bạn rơi vào trong cái tình huống nó 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 sức khỏe không được đâu tụ 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 ba sức khỏe bạn là không được nha À, mi thấy như này là kiểu như là làm cho cố rồi sau đó mua thuốc uống á Ý mi là vậy Rồi cái thứ nữa là um, 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 vất vả như vậy Đấy, đại khá vậy Đẩy bạn rơi vào trong một cái tình huống nó dở đi Cái mối quan hệ với một cái nhân vật nữ lớn tuổi hơn bạn nữa nè Đó, thôi thì tóm lại là như vậy mi tốn nhiều thời gian mi giải thích ở chỗ này bởi vì mi quá là giật mình đó, vì tại sao nó lại có thể hiện rõ ra như vậy luôn cho tụi bà xuống số 3 thì nó văng ra một cái lá bài như vậy không biết sao bài chưa chưa biết sao để làm gì mà đã văng rồi thực ra cái này nó đang cho mi nhìn thấy bạn nỗ lực cực kỳ cho công việc của bạn nỗ lực cực kỳ uhm. nhưng mà sẽ có người nỗ lực chung với bạn sẽ có người song hành đấu tranh phấn đấu chứ hả? phấn đấu nỗ lực chung với bạn không nhất thiết thiết là phải hả? À, một mình để mà chiến đấu với cả thế giới đó. Ừ. Xin vũ trụ cho tụ bài số 3 thấy rõ năng lượng của night uh, oh, nó bay ra rồi đấy. Bạn thấy không? Nãy mình vừa mới nói với bạn gì sức khỏe bạn không được đâu. Bạn nhìn đây này, này, đây là bác sĩ phải không? Bác sĩ phải không? Ừ. Đấy bác sĩ đang nói cái phim nè, cái phim này, cho nên cái người này đó thành ra là cẩn thận sức khỏe không ổn đâu à, đấy. rồi đến đây mình có một cái cảm giác nữa là biết đâu các bạn tổ bài số 3 một nhóm các bạn thuộc bài số 3 bạn nó muốn xây dựng một cái điều gì đó nhưng bạn chưa xây được vì bạn không có đủ cái, cái sức khỏe và cái lịch làm việc của bạn không cho phép bạn xây nhưng mà cứ Ừ, ừ. sức khỏe nó cũng không cho phép bạn rất là nhiều nè ừ. thì bạn muốn xây gì bạn cứ thoải mái xây không có sao hết ừ. nhưng mà bạn không nhất thiết phải xây dựng nó tạo dựng nó một mình bạn cái thông điệp nó vẫn là như vậy không nhất thiết là bạn phải loay hoay một mình đâu ừ. rồi thành ra là cái sự đón nhận là tùy bạn nhưng mà tại vì trong cái trải bài này đôi khi nó cũng làm cho mình nhìn thấy được bạn cũng nó có cái nguyên nhân để bạn có cái sự e ngại, e, e dè, e ngại. Biết đâu bạn với lại cái nhân vật này có cái kết nối, có cái mối quan hệ, đôi khi nó cũng không tốt thì sao? Ừ. trước đây một vài những cái trải nghiệm trước đây á lá bài Valor này nó cũng cho mình nhìn thấy có thể đôi khi nó có những cái chuyện bực mình trước đây rồi hoặc là khác biệt quá và bạn chưa muốn có cái sự tiếp nhận thì đó là tùy các bạn từ bài số 3 thì mình không có dám ý kiến. Nhưng mà tại vì dựa theo cái thông điệp của cái trải bài này và kết nối với chủ đề là coi cái niềm vui nào, cái tin vui nào được là là đang đến với các bạn từ bài số 3 á thì rõ ràng là Mê đang nhìn thấy rằng bạn đang bước bạn đang dần bước đến một cái giai đoạn mà có thể hóa giải và kết nối được với một nhân vật nữ nào đó thân cận gần bên bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái công việc của bạn bạn hoàn toàn có thể tạo dựng hoặc là đón nhận cái Uh, may mắn phước lành về công việc đến với bạn, bạn hoàn toàn có thể đón nhận để bạn có thể làm việc thật là thông minh thay vì làm việc là vất vả uh, tận dụng, uh, tận dụng cái bước một là hóa giảm mối quan hệ để sự có cái sự trợ giúp rồi còn có cái thứ ba nữa là uh, uh, niềm vui thứ ba nào nữa hay không niềm vui thứ ba. ra là cái lá bài The Tower nó cho mình nhìn thấy một cái bước ngoặt lớn rồi hóa giải mối quan hệ mà công chuyện còn thuận lợi nữa rồi thôi thì ừ. thứ ba thôi thì chúng ta đừng tham nữa đừng thêm nữa, tại vì lúc nãy mình đang nhìn thấy là năng lượng phù hộ của gia tiên của quyền thất tổ nè nhưng mà thôi thì đó vậy tụi ba mình xin phép tạm ngừng đây vì mình không cảm nhận thêm được thông điệp nào nữa mình không cảm nhận thêm ừ chỉ cần mi đang nhìn thấy cái lá bài nó bay ra cuối cùng lá bài từ muôn bạn thấy nó đen thui giống vậy nè nó cũng đại diện cho một cái năng lượng là bạn có một cái áp ủ nào đó trong lòng ấy ừ. thì nó sáng tỏ nó khai thông được bạn đón nhận được để bạn 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 bạn, bạn xây dựng được bạn kích hoạt được ừ. đường đi nước bước rõ ràng còn cộng có cả cái sự uh, phụ giúp nữa okay. rồi tụi ba Hoàn cảnh của bạn là như nào đi chăng nữa thì mình vẫn mong rằng là những phước lành tốt đẹp nhất, may mắn thuận lợi, những sự trợ giúp chân thành, tử tế và hiệu quả sẽ nhanh chóng đến bên các bạn từ bà số 3 nhé. Xin phép chào.